Trong rất nhiều mẫu tủ 3 buồng 4 cánh phổ biến hiện nay, liệu bạn đã biết cách chọn sao cho chuẩn? Dưới đây là kinh nghiệm chọn mua mẫu tủ 3 buồng 4 cánh chuẩn như chuyên gia đáng tham khảo dành cho bạn. 1. Các yếu tố cần xem xét khi tìm mua mẫu tủ 3 buồng 4 cánh. Trong các ngôi nhà hiện đại, tủ quần áo thuộc nhóm nội thất phòng ngủ không thể thiếu. Riêng về mẫu tủ 3 buồng 4 cánh, bên cạnh chức năng, hiệu suất sử dụng lớn, những mẫu tủ áo này còn cải thiện tính thẩm mỹ cho bất kỳ phòng ngủ nào. Nội thất Viva, tốt gỗ, tốt cả nước sơn. Chất liệu. Một chiếc tủ áo 3 buồng 4 cánh nhẹ và bền luôn là ưu tiên hàng đầu của các gia đình hiện đại ngày nay. Vật liệu được sử dụng phổ biến nhất là ván gỗ MDF phủ melamine dày từ 12mm trở lên, có sự cứng cáp, tuổi thọ ổn định. Song song đó, chất liệu gỗ tự nhiên như sồi Nga, xoan đào, hương xám đã qua xử lý, chế tác gọn gàng, thanh lịch cũng được nhiều người đánh giá cao. Kích thước. So với mẫu tủ 3 buồng 4 cánh gỗ tự nhiên thì các mẫu tương tự sử dụng chất liệu gỗ MDF có kích thước nhỏ hơn, khoảng 1m6 đến 1m8. Vì thế, bạn nên xem xét không gian trống trong phòng để có sự lựa chọn phù hợp. Ngoại hình. Mẫu tủ 3 buồng 4 cánh là một trong những món nội thất chính thu hút sự chú ý. Chiếc tủ áo dễ dàng gây được ấn tượng, giúp nâng cao diện mạo căn phòng. Nếu chọn thiết kế bắt mắt, bạn chỉ cần bổ sung thêm một số sản phẩm deco phòng ngủ nhỏ xinh xinh theo sở thích của mình. Nội thất bên trong. Các chuyên gia nội thất gỗ luôn khuyên bạn nên mua mẫu tủ 3 buồng 4 cánh được phân chia khoa học và có đủ không gian để sắp xếp quần áo cũng như các vật dụng cần thiết hàng ngày khác. Các phụ kiện chi tiết đi kèm như bản lề, dây trượt, tay nắm, ổ khóa, thanh treo phải là vật liệu chất lượng tốt, hoạt động bền bỉ, lâu dài. Các góc cạnh được lát đặt cẩn thận, không có khoảng hở kém thẩm mỹ. Giá cả. Đây là một trong những yếu tố quan trọng nhất. Chọn phương án đầu tư mẫu tủ 3 buồng 4 cánh dựa theo ngân sách tổng thể của bạn. Tuy nhiên, dù chọn mua tủ quần áo gỗ nào thì cũng nên đảm bảo giá rẻ đi đôi với chất lượng để tránh tình trạng tiền mất tật mang, chưa dùng được bao lâu đã xuống cấp bọp ẹp. 2. Một số mẫu tủ 3 buồng 4 cánh gỗ MDF chất lượng với giá tiết kiệm được yêu thích hiện nay. Bốn cánh trắng màu vàng kết hợp hai hộp kéo, có chất liệu là gỗ MDF phủ melamine, màu sắc màu vàng kết hợp trắng, kích thước 160 x 55 x 200 cm, chiều rộng nhân sâu nhân cao, bảo hành 2 năm. Được hoàn thiện từ gỗ công nghiệp MDF cốt lõi vàng chống mối mọt, vẻ ngoài vững chãi và vô cùng bắt mắt. Kiểu dáng tủ hình hộp chữ nhật, chú trọng nhiều đến sự đơn giản, phù hợp với xu hướng và thị hiếu của nhiều đối tượng khách hàng. Sản phẩm phù hợp với nhiều phong cách nội thất khác nhau, mang đến sự hài hòa cho phòng ngủ. Màu trắng tinh tế kết hợp màu vàng trẻ trung tươi mới là lựa chọn lý tưởng với những không gian hiện đại, đặc biệt là những căn hộ chung cư, nhà phố, tạo nên giá trị thẩm mỹ cao, ấn tượng, thu hút mọi ánh nhìn. Quần áo gỗ công nghiệp 4 cánh màu nét phối trắng nhẫn chỉ đồ xứng đẹp, với chất liệu là gỗ MDF melamine, màu sắc màu nét phối trắng, kích thước 160 x 55 x 200 cm, chiều rộng nhân sâu nhân cao, bảo hành 2 năm. Sản phẩm được đánh giá có tính thẩm mỹ cao, thiết kế hướng đến sự hiện đại tối giản với những đường hình học gọn gàng, mang đến sự cầu kỳ nhưng tinh tế và không hề bị rối mắt. Ưu điểm nổi bật dễ nhận thấy được của tủ đồ 4 cánh được hoàn thiện từ gỗ công nghiệp đó là các đường nhấn chỉ đồ xứng đẹp, là lựa chọn rất thích hợp với những gia chủ yêu phong cách hiện đại nhưng phải cầu kỳ. Kiểu dáng, màu sắc, mẫu mã, sản phẩm góp phần cho không gian của căn phòng hiện hữu sự trẻ trung tươi mới hơn rất nhiều. Quần áo cửa lùa 4 cánh gỗ MDF phủ melamine màu óc chó đẹp, với kích thước 200 x 58 x 200 cm, chiều rộng nhân sâu nhân cao, cùng gói bảo hành 2 năm. Sản phẩm có thiết kế tủ không khác gì những loại tủ thông thường. Tuy nhiên, loại tủ quần áo cửa lùa 4 cánh này không tốn nhiều diện tích cho cách cửa mở, do đó sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo cho những căn phòng có thiết kế hẹp nhỏ. Thiết kế hiện đại, sang trọng kết hợp cùng màu ốc chó trầm ấm. Sang trọng dễ dàng kết hợp cùng các loại nội thất hiện đại. Màu ốc chó là màu sắc thời thượng được cả khách hàng trung niên và người trẻ tuổi yêu thích. Gam màu mộc mạc giả gỗ ốc chó theo phong cách trung tính, nhẹ nhàng. Với gam màu này, có thể linh hoạt kết hợp mẫu kệ với nhiều phong cách không gian từ hiện đại đến cổ điển. Mẫu tủ 3 buồng 4 cánh gỗ tự nhiên cao cấp, giá mềm. Tủ quần áo gỗ đinh hương 4 cánh hiện đại, với chất liệu là gỗ đinh hương tự nhiên 100%, màu sắc, màu đinh hương sơn PU, kích thước 190 x 55 x 210 cm, chiều rộng nhân sâu nhân cao, bảo hành 5 năm và hỗ trợ trọn đời. Tủ quần áo gỗ đinh hương cao cấp được Viva chăm chút rất cẩn thận. Vốn là loại gỗ quý nên khi dùng gỗ đinh hương làm tủ sẽ nâng tầm giá trị cho không gian sống. Thiết kế tủ gỗ đơn giản nhưng mang lại không gian tinh tế. Màu sắc gỗ tự nhiên, nổi bật và đẹp mắt giúp tăng thêm tính sang trọng. Chiếc tủ quần áo gỗ đinh hương 4 cánh phù hợp với người dùng yêu thích sự đơn giản. Tủ áo gỗ có kích thước tương đối lớn với chiều ngang 1,9 m là lựa chọn phù hợp với những không gian phòng ngủ rộng rãi, gia đình có đông thành viên và những không gian phòng ngủ vừa và rộng. Nội thất Viva, tốt gỗ, tốt cả nước sơn. Showroom 1, 160C đường Trường Chinh, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Showroom 2, 606 Nguyễn Văn Quá, phường Đông Hưng Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Hotline 0977 118 799, 0933 118 799. Sự hài lòng của quý khách là niềm hạnh phúc của chúng tôi.